khi em giới thiệu xong những cái tổng quan và những cái cơ bản nhất, còn để trải nghiệm những cái tính năng, những cái ưu việt của hệ thống thì kính mong các anh các chị cùng tham quan thực tế tại hệ thống, và có các bạn kỹ sư sẽ cùng giải đáp, sẽ cùng trao đổi và cho kính mời các anh chị trải nghiệm ạ. Nhưng mà do cái điều kiện thời gian có hạn, trước tiên em xin kính mời Tổng Giám đốc Trần Bình Minh có lời phát biểu và chỉ đạo ạ. Ban nãy thì anh Vinh Phó Tổng đốc đã nói với các anh chị rồi, và tôi rất là quan tâm đến cái việc mà chúng ta sau một cái thời gian, đặc biệt là của nhiệm kỳ trước ấy, chúng ta đầu tư cho công nghệ thì cũng rất là tốt và nó tương đối nó toàn diện. Nhưng mà chúng ta đều biết là sau một cái khoảng thời gian, chúng ta bây giờ cũng phải ít nhất phải 4 năm, nhiều cái thì phải 5 năm rồi, là chúng ta đã đến cái giai đoạn, nó có mấy cái. Một là chúng ta sắp hết cái giai đoạn khấu hao của những cái thiết bị bây giờ thay đổi rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là thiết bị cũng cùng một thiết bị thôi, nhưng mà ví dụ như streambox thì bây giờ nó đã thay đổi rất là nhiều rồi, tính năng nó tốt hơn rất là nhiều. Tôi thấy phân tích như là của anh Giang ngày xưa độ trễ mà nó phải 5-6 giây, bây giờ mình có thể những cái thiết bị mới độ trễ có 1 giây và nhiều cái thứ khác nữa. Hoặc là chúng ta có thể làm được những cái truyền hình cơ động mà ngày xưa thì đi đâu chúng ta cũng phải đăng ký cái xe màu rất là cồng kềnh. Trong thời gian vừa qua chúng ta đã sử dụng rất là nhiều những cái multicam à, rồi chúng ta, nhưng mà bây giờ những thiết bị nó còn tốt hơn nữa. Thế thì cái nó cũng rất là phù hợp với lại chiến lược của cái chiến lược của lãnh đạo đài, cái chủ trương của tổng đốc ấy, là bây giờ đến lúc bắt đầu chúng ta phải thay đổi về công nghệ. Chúng ta bây giờ không phải thay đổi một cách có một hệ thống lớn như là cách đây 4-5 năm nữa, mà chúng ta sẽ thay đổi từng bộ phận, cả cái phần về công nghệ thông tin, cả phần máy cứng, những cái thiết bị cứng của chúng ta mà nó cần phải nâng cấp và chất lượng hơn thì chúng ta sẽ làm. Vừa rồi thì tổng đốc với lãnh đạo đài có ngồi, tôi có quyết mấy một số cái thôi. Sau độ khoảng trong vòng một tháng này, sau khi anh Vĩnh chủ trì cái kỹ thuật và cái nhu cầu của đơn vị, chúng ta sẽ tính tiếp nữa. Bởi vì tôi phải nói như này này, chúng ta ban nãy ngồi họp ở lãnh đạo đài, nó có mấy cái vướng của chúng ta hiện nay. Ngày xưa các anh chị mà muốn đầu tư được khoảng vài chục tỷ rất là dễ, chỉ cần có và thấy nhu cầu lãnh đạo đài họp là tổng đốc ra chủ trương là chúng ta xây dựng dự án thì làm tất cả. Nhưng bây giờ chúng ta muốn xây dựng cái đấy thì chúng ta phải đưa vào đầu tư công, mà đầu tư công thì là tổng đốc không thể quyết được nếu như chưa có ý kiến của chính phủ, thậm chí là bây giờ nó còn nhùng nhằng giữa quốc hội và chính phủ. Sau này có sửa được thì vẫn phải qua chính phủ, tức là đã lên thủ tướng hay phó thủ tướng đồng ý thì nó phải qua các bộ thì không bao giờ nhanh, mặc dù họ chẳng hiểu kỹ thuật của chúng ta như thế nào, tiền không phải là của họ, tiền của mình, nhưng nó thành cái thủ tục. Và chúng ta mỗi một dự án chúng ta ngày xưa chúng ta làm mất độ khoảng từ 4-6 tháng, thì báo cáo các đồng chí bây giờ chúng ta làm từ 2-3 năm mà không xong. Không phải vì chúng ta kém năng lực, mà bởi vì những cái thủ tục, và bây giờ đang thực ra là nhà nước đang tìm cách mà nó vướng rất là nhiều. Thế bây giờ chúng ta sẽ có những cách là chúng ta nâng cao cái năng lực của chúng ta ở trong từng cái phần một, và tôi rất chú trọng đến cái phần đấy. Thì anh Vĩnh rồi các đơn vị chúng ta rất chú trọng, ví dụ như phần này chúng ta phải cần độ khoảng 7 tỷ, 3-4 tỷ của chúng ta phải nâng lên một cái chất lượng khác, nhưng phải thuyết trình. Đấy là không phải là đầu tư, mà chúng ta nâng cái công suất nó lên, chúng ta thay đổi hoặc là cái thứ thì chúng ta sẽ làm. Nhưng còn những cái dự án mà chúng ta muốn đầu tư lớn hơn, cả một trường quay lớn, vài chục tỷ, 50 tỷ, 70 tỷ hay là bao nhiêu tỷ, thì bắt buộc chúng ta phải đưa vào đầu tư công. Mà đã đầu tư công thì phải xây dựng kế hoạch và phải khẩn trương làm cái kế hoạch để mà chúng ta điều chỉnh của năm 20. Đấy là cái mà nhiệm vụ của khối kỹ thuật chúng ta làm. Còn hôm nay thì tôi cũng biểu dương trung tâm kỹ thuật là chúng ta để trình diễn cho anh em. Đây là những thiết bị mà nhiều đơn vị đã sử dụng rồi. Nhưng mà sắp tới đây ấy, thì chúng ta cũng vẫn thiết bị này. Hoặc là có những thiết bị chúng ta chưa có ở đây. Hoặc là những thiết bị đã có rồi nhưng mà bây giờ nó là cái dòng mới hơn. Và chúng ta sẽ đầu tư mua thêm nữa. Thì để cho các đơn vị sử dụng. Cái quan trọng nhất là chúng ta sử dụng. Đấy là một cái. Một là chúng ta biến cái truyền hình cơ động hoặc là những cái gọi là của chúng ta mà nó gọn nhẹ hơn. Bây giờ chúng ta không mua những cái xe cồng kềnh nữa. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là tôi rất là mong muốn chúng ta có 8 trường quay nhỏ. Chúng ta có 8 trường quay nhỏ phải sử dụng hiệu quả và hiệu quả hơn nữa. Chứ chúng ta không phải chỉ trông vào mấy cái trường quay lớn của chúng ta. Rất nhiều đơn vị ở đây chúng ta đã sử dụng trường quay nhỏ rất là tốt. Tôi muốn là chúng ta sẽ còn phải làm tiếp. Tôi đề nghị là trung tâm kỹ thuật này làm tiếp một cuộc khác là chỉ chuyên đề nhỏ hơn thôi. Trường quay nhỏ các đơn vị sử dụng như thế nào? Các trường quay nhỏ là sử dụng như thế nào? Tôi biết là V7 dùng nhiều này, V2 dùng nhiều này. V nào nữa? V24 dùng nhiều.
Và các anh chị thấy cực kỳ chủ động. Và khi làm trường quay nhỏ như vậy thì cần đầu tư thêm cái gì? Vì nó là đầu tư thêm thiết bị thôi, nó chỉ là vài tỷ thôi, chúng ta sẽ tăng cường cái đầu tư đấy, chúng ta sử dụng cực kỳ hiệu quả. Và các anh chị nhớ là ví dụ NHK, bây giờ cái trụ sở cũ của nó mấy chục năm nay, khi mà chúng tôi đi tham quan ấy, cái trường quay lớn của nó chỉ có hạn đấy, nó sử dụng những trường quay nhỏ trần và các thứ nó bằng đúng trường quay nhỏ của mình, mà nó còn là phát sóng chính thức của bản tin đối ngoại thực sự. Thế chúng ta hoàn toàn có thể tăng cường cái năng lực của cái trường quay nhỏ lên. Thì như vậy là chúng ta ngoài các trường quay lớn thì chúng ta còn có cả thêm 5, 6, 7 cái trường quay nhỏ chúng ta hoạt động rất là hiệu quả. Thì nó sẽ phải cần những cái thiết bị cụ thể, mua sắm ở cho cái thiết bị như nào. Thì cái đấy nó rất phù hợp với lại mua sắm thường xuyên. Thì các anh chị hãy rất chú ý ở cho cái việc đấy. Bởi vì đây là cái lúc tôi phải nói lại một câu chuyện như này này. Đài chúng ta không thiếu tiền. Chúng ta là không chi được tiền thôi. Vì nó nếu dự án lớn chúng ta bị vướng thì chúng ta hãy tăng cường những cái thiết bị rất cụ thể, công nghệ thông tin, những cái có ví dụ vừa rồi hay là những cái cầu nhỏ mà phục vụ thì nó ít tiền thì chúng ta xử lý được. Và cái việc này nó sẽ như thế này, khi làm ấy, thì đài sẽ giao cho các đơn vị làm, bởi vì chúng ta tránh tất cả đầu tư cho vào, ví dụ như chúng ta là cả 5 đơn vị mà đầu tư chập vào cho trung tâm kỹ thuật thì nó thành ra là mấy chục tỷ, hay là trung tâm tin học đo lường đúng không, thành mấy chục tỷ thì nó bảo là tại sao ông lại bằng cái này ông lại phải làm dự án, lại phải mất 2 năm sau chúng ta mới thực hiện được. Những cái việc đấy tôi giao cho V7 phải làm, nhưng V7 làm về công nghệ và cái thứ là phải tuân thủ hoàn toàn theo cái hệ thống kỹ thuật của chúng ta, theo tổ thẩm định của chúng ta, nhưng là các anh phải đứng ra làm vẫn phải đúng theo luật, làm thế chúng ta mới làm nhanh được. Thì tôi ở đây có cả thủ trưởng rồi những người giúp cho các thủ trưởng đơn vị, chúng ta phải cực kỳ tích cực ở trong việc chúng ta mà đẩy làm mạnh được cái đấy, tăng cường được thiết bị đấy thì chính là chúng ta tăng cường nội dung. Chúng ta trước đây là chỉ nói về làm sao chương trình format về nội dung thì người rất hay, nhưng quên mất rằng là chúng ta nhiều khi nó đặt thành thứ yếu là công nghệ của chúng ta làm cho truyền hình nó thay đổi. Thì tôi lưu ý các anh chị đây là một cái hướng để mà chúng ta phải làm. Vừa rồi chúng tôi đi, tôi nói cả anh Cương ở đây, tôi rất là mê nhiều cái option mà của thể thao hiện nay, và tôi nói anh Vĩnh là phải nghiên cứu ngay. Nếu chúng ta chỉ dừng cái gì công nghệ libero thì tất cả các thứ nó là phần thôi, còn rất là nhiều công nghệ khác của chúng ta. Chúng ta có thể đầu tư phần mềm thêm, mua cái phần mềm này, chúng ta mua phần mềm khác. Mỗi thứ chúng ta mua một tí thì chúng ta sẽ tăng cường, đặc biệt là những cái chương trình giải trí, chương trình mà chúng ta gần cái thứ chúng ta tăng cường lên. Thì ở đây có các cái lãnh đạo đơn vị, các anh hãy hết sức chú ý ngoài nội dung mà trách nhiệm của mình, cực kỳ chú ý đến những cái mà nó làm tăng cho tính hấp dẫn. Đấy là cái cạnh tranh của đài truyền hình Việt Nam. Thì tôi không phải là chỉ đạo, mà thực ra là tôi đang khuyến khích, tôi đang động viên để chúng ta ý thức được cái việc mà sử dụng công nghệ để phát triển nội dung của chúng ta. Và chúc chúng ta sẽ có cái buổi trình diễn nó thuyết phục. Và quan trọng nhất là sau này chúng ta có những thiết bị tốt để chúng ta làm. Mà muốn có thiết bị tốt ấy, thì phải tìm hiểu cho nó kỹ. Và thứ hai làm cho nó đúng luật để chúng ta có được thiết bị. Em xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, hệ thống đầu tiên em xin giới thiệu đến quý vị đó là hệ thống phân phối tín hiệu vào ra và phát sóng. Đây là hệ thống tiếp nhận và kiểm soát tất cả các nguồn tín hiệu đi và đến. Tùy theo quy mô của từng chương trình, từng sự kiện cụ thể mà hệ thống có thể mở rộng một cách linh hoạt. Hệ thống phân phối tín hiệu sạch đến các khách hàng, gửi tín hiệu về 43 Nguyễn Chí Thanh để sản xuất tin bài hoặc là phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình quảng bá, truyền hình trả tiền hoặc là trên các trang web, trên các trang fanpage của đài. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ, các thiết bị truyền hình chuyên dụng đã được thiết kế nhỏ gọn hơn, nhiều tính năng ưu việt hơn. Điều này làm cho việc tích hợp hệ thống trở nên gọn gàng, tin cậy, hệ thống có thể tiếp nhận, kiểm soát và phân phối nhiều định dạng tín hiệu khác nhau. Hệ thống phân phối được tích hợp thêm Intercom IP thuộc dự án đầu tư thiết bị tổng khống chế năm 2018, dùng để liên lạc giữa 43 Nguyễn Chí Thanh và các đơn vị sản xuất ngoài đài như trung tâm báo chí, xe truyền hình lưu động, qua Internet hoặc là qua dữ liệu di động 3G, 4G. Trước kia, mỗi khi thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp bên ngoài đài, mỗi địa điểm tác nghiệp, mỗi xe truyền hình lưu động đều phải thuê một hotline và phương thức liên lạc chỉ là điểm điểm. Khi đưa hệ thống Intercom IP vào sử dụng, đã tiết kiệm được chi phí thuê hotline và tất cả các trạm có thể liên lạc một cách song song đồng thời được với nhau. Dạ, kính thưa quý vị, hệ thống tiếp theo em xin giới thiệu đó là hệ thống Manticam. Đây là một hệ thống sản xuất nhỏ gọn, kết hợp giữa các trang thiết bị truyền thống với thiết bị không dây để sản xuất chương trình.
Hệ thống Multicam thích hợp để sản xuất các chương trình nội dung số, các chương trình trực tuyến trên các trang fanpage của đài, của các trung tâm, của các đơn vị. Có tên Multicam bởi vì hệ thống có thể tiếp nhận nhiều nguồn tín hiệu vào đồng thời từ các chủng loại camera khác nhau như camera chuyên dụng, camera NDI, camera hành trình, cam link. Hệ thống hoạt động độc lập trên nền tảng Workstation thông qua phần mềm Vmix Pro, nhưng vẫn tích hợp đầy đủ các tính năng bao gồm cả CG, logo, làm chậm và server ghi phát. Hệ thống Multicam đã thực hiện rất nhiều các chương trình như chương trình cất cánh của V6, nhưng các giải thể thao được phát sóng trực tiếp trên YouTube, trên Facebook, trên trang web vtv.vn và trên ứng dụng VTV Sport. Buổi giới thiệu của chúng ta ngày hôm nay cũng đang được live stream trực tiếp trên Facebook ạ. Xin mời các quý vị cùng đến với hệ thống lưu trữ và sản xuất hậu kỳ. Đây là hệ thống bao gồm các bàn dựng workstation, hệ thống dựng, đọc, capture bằng laptop và thu âm. Tất cả các hệ thống này đều được kết nối vào một hệ thống lưu trữ dùng chung NAS và kết nối tới hệ thống máy tính điều khiển để kiểm tra, giám sát và trích xuất file khi có yêu cầu. Hệ thống hậu kỳ có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối vào các hệ thống khác để hình thành một dây chuyền sản xuất khép kín đồng bộ. Hệ thống hậu kỳ lưu động được sử dụng khi thực hiện các sự kiện, các giải thể thao, các như giải Sao Mai, SEA Games để dựng, đọc và sản xuất tin bài ngay tại hiện trường. Hệ thống đọc liveU voice over là hệ thống đọc trực tiếp đơn giản, nhỏ gọn, đảm bảo được âm thanh phát sóng, có thể sử dụng tốt trong những môi trường ồn ào như tại sân vận động, tại các không gian làm việc chung hoặc là tại ngoài trời.